với chủ đề Trẻ em với vấn đề phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em. Diễn đàn trẻ em thành phố Hà Nội năm 2017 đã được tổ chức với sự tham gia của hơn 100 trẻ em từ 8 quận huyện. Sau 2 ngày thảo luận, các em đã đưa ra các khuyến nghị bao gồm thực hiện quyền trẻ em, phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Vấn đề được nhiều em quan tâm nhất là làm thế nào để bảo vệ trẻ em trước tình trạng bạo lực xâm hại thông qua mạng xã hội. Diễn đàn cũng là dịp để các ngành, các cấp của thành phố tiếp thu những kiến nghị của trẻ em và kịp thời đưa ra những giải pháp phù hợp. Tại diễn đàn năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Thành đoàn, Công an thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa Thể thao và Sở Giao thông Vận tải đã trả lời 8 nhóm khuyến nghị của trẻ em đặt ra từ diễn đàn trẻ em năm 2016.